Số người khai thất nghiệp ở Mỹ trong tuần lễ cuối tháng Giêng còn 183.000, giảm 3.000 so với tuần trước đó. Đó là tuần thứ ba liên tiếp số người khai thất nghiệp dưới 200.000 và là tuần thứ năm liên tiếp con số này giảm. Số người khai thất nghiệp phản ánh số người bị sa thải. Số người bị sa thải ở mức khá thấp kể từ khi hàng triệu người bị mất việc hồi mùa xuân năm 2020 do COVID-19. Vào hôm thứ Tư, Fed gia tăng lãi suất căn bản 0.25 điểm lên 4.5% đến 4.75%, cao nhất trong 15 năm qua. Đó là lần thứ 8 Fed tăng lãi suất trong chưa đầy một năm. Ông Jerome Powell, chủ tịch của Fed, đã tỏ ý cho biết có lẽ Fed sẽ tăng lãi suất 0.25 điểm thêm 2 lần nữa. Tới nay, chính sách quyết liệt của Fed làm cho lạm phát giảm, nhưng ít gây tác động hơn đối với thị trường việc làm của Mỹ. Tôi là Đỗ Thanh Minh. Trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp, tức là đau nhức của hai cái chân, đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc thì cũng không khỏi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều các tháng máy massage và cuối cùng tôi đã tìm hiểu được và tôi có mua được cái máy massage của hãng Nuraco của Mỹ. Và sau khi mua được cái máy massage Nuraco của Mỹ này về để sử dụng hàng ngày thì cái căn bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn và đi lại rất là dễ dàng, không như trước đây nữa. Hệ thống rút của hai cái chân này là các cái hãng khác là gần như là không có. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau khi khinh khí cầu do thám bị phát hiện bay bên trên Hoa Kỳ đại lục. Một số hãng tin cho hay trong cùng ngày 3 tháng 2. Ông Blinken không muốn vụ khinh khí cầu trở thành chủ đề bao trùm trong các cuộc gặp của ông với các quan chức Trung Quốc, ABC News đưa tin, dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên. Bloomberg News cũng loan tin là chuyến đi sẽ bị hoãn lại. Trong một tuyên bố hôm 3 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khinh khí cầu này được dùng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác và họ lấy làm tiếc rằng khinh khí cầu đã đi lạc vào không phận Hoa Kỳ. Bộ nói rằng họ sẽ tiếp tục liên lạc với Hoa Kỳ để xử lý thích hợp tình huống bất ngờ. Một người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc trước đó khẳng định Trung Quốc không có ý định vi phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào. Các quan chức Mỹ cho hay họ đã nêu vấn đề này với các đối tác Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao. Chúng tôi đã trao đổi với họ về việc chúng tôi xử lý vấn đề này với mức độ nghiêm trọng như thế nào, một quan chức Mỹ cho biết. Lực lượng không quân Hoa Kỳ nói với giới hữu trách bang North Dakota rằng họ tin kế hoạch xây dựng một nhà máy xay xác ngô của một công ty Trung Quốc gần căn cứ Grand Forks đề ra một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia, khiến cho các quan chức thành phố tuyên bố sẽ hành động để ngăn chặn một dự án từng được quảng cáo là một lợi ích kinh tế. Cơ sở trị giá 700 triệu đô la, theo kế hoạch của tập đoàn Fufeng, sẽ cách căn cứ không quân Grand Forks 19 cây số, một địa điểm gây ra một số lo ngại tại địa phương về khả năng hoạt động gián điệp. Thống đốc Doug Burgum và hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là John Hoeven và Kevin Cramer vào tháng 7 đã thúc ép chính phủ liên bang đẩy nhanh việc đánh giá rủi ro an ninh. Căn cứ không quân Grand Forks là một trung tâm cho cả các hoạt động trên không và vũ trụ. Theo một bức thư mà ông Andrew Hunter, một phụ tá của Bộ trưởng Không quân, gửi cho hai ông Hoeven và Cramer. Hai thượng nghị sĩ này đã công bố thư vào hôm 31 tháng 1. Ông Hunter viết, dự án được đề nghị là một đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia, cả rủi ro ngắn hạn và dài hạn, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của chúng tôi trong khu vực. Bức thư không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Fufeng là một mối đe dọa, cũng như không nêu chi tiết loại rủi ro mà hoạt động kinh doanh của công ty có thể gây ra. Tuy nhiên, bức thư cũng đủ để khiến cho chính quyền địa phương hành động. Thị trưởng Grand Forks, Brandon Boschenki, cho biết trong một tuyên bố rằng ông sẽ yêu cầu hội đồng thành phố từ chối cấp phép xây dựng cho dự án và từ chối kết nối khu đất rộng 150 hectare trong khu kinh doanh nông nghiệp của Grand Forks với cơ sở hạ tầng công cộng. Ông Adam Siegel, Giám đốc chương trình chính sách kỹ thuật số và không gian mạng tại Hội đồng quan hệ đối ngoại nói rằng điều này rõ ràng phản ánh sự hoài nghi ngày càng tăng về quan hệ thương mại với Trung Quốc và ý thức về rủi ro an ninh đến từ đầu tư của Trung Quốc. Philippines trong tuần này cho phép Hoa Kỳ tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của Philippines giữa những lo ngại gia tăng về ý định của Trung Quốc đối với Đài Loan tự trị và các yêu sách rộng lớn của Bắc Kinh ở Biển Đông đang tranh chấp. Trong số 5 đồng minh theo hiệp ước của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như là Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Thái Lan,
Philippines gần Đài Loan nhất. Vùng đất Luzon ở cực bắc của nước này chỉ cách đó 200 cây số. Các chuyên gia cho biết Luzon rất được quân đội Mỹ quan tâm vì là một địa điểm tiềm năng cho các hệ thống rocket, phi đạn và pháo có thể được sử dụng để chống lại một cuộc xâm lược đổ bộ vào Đài Loan. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ gọi EDCA là ưu tiên của chính quyền Biden và là một phần trong nỗ lực chiến lược của chúng tôi trên toàn khu vực. Môi trường chính trị để tiếp cận quân sự nhiều hơn đã được cải thiện dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sau một thời kỳ quan hệ rạn nứt dưới thời người tiền nhiệm là Rodrigo Duterte, người đã tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Hai người Việt Nam bị kết án vì điều hành một mạng lưới trang trại cần sa trong những ngôi nhà trên khắp vùng Tây Bắc, Yorkshire và Midlands của Vương quốc Anh, vừa bị buộc phải trả lại hơn 375.000 bảng Anh, tương đương với 10,65 tỷ đồng, tiền lãi bất chính. Truyền thông Anh cho biết hôm 2 tháng 2, Văn Đặng và Hồ Thị Nguyệt Nga đã xuất hiện tại tòa án Preston Crown gần 2 năm kể từ ngày họ bị kết án vì tham gia trong một kế hoạch trồng cần sa quy mô lớn. Vào tháng 10 năm 2019, cảnh sát đến một ngôi nhà ở Dormer Street, Bolton và phát hiện trong một căn phòng ngủ khóa kín một cuốn sổ chứa danh sách trồng cần sa chi tiết được viết bằng tiếng Việt và những giấy tờ liên kết ngôi nhà này với một ngôi nhà ở Darwin của hai bị cáo nói trên. Ngày hôm sau, cảnh sát đã lục soát ngôi nhà này của Văn Đặng và Nguyệt Nga khi các bị cáo không có mặt. Bốn người khác đã được tìm thấy trong căn nhà có liên quan đến cuộc điều tra. Cảnh sát cũng tìm thấy 3.740 bảng Anh tiền mặt, một điện thoại burner là loại điện thoại dùng tạm thời rồi vứt bỏ, liên kết với một số ngôi nhà trồng cần sa và thiết bị của Văn và một hóa đơn tiền điện nước trong chiếc Range Rover của Văn cho một nhà khác ở thành phố Market, Tottington, nơi được phát hiện chứa hàng trăm cây cần sa. Khi khám xét 5 ngôi nhà có liên kết với dữ liệu điện thoại, cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 1.489 cây cần sa với tổng giá trị ước tính lên tới hàng trăm nghìn bảng Anh. Tất cả các địa chỉ nhà đều được thuê bằng tên giả, sử dụng giấy tờ giả, bao gồm cả hộ chiếu giả. Văn bị kết án 4 năm rưỡi tù giam, Hồ Thị Cẩm bị kết án 3 năm và Nguyệt Nga bị kết án 10 tháng tù, 12 tháng tù treo và bị cấm đi lại 3 tháng. Tại phiên xét xử hôm 2 tháng 2, Tòa án của Anh đã ra lệnh cho Văn Đặng hoàn trả tổng cộng 321.323 bảng Anh và Nguyệt Nga phải hoàn trả 64.875 bảng Anh. Tại hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu ngày 3 tháng 2, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu kiến nghị chính phủ sớm phê duyệt khung giá điện bán lẻ bình quân làm căn cứ cho việc điều hành giá và huy động các nguồn điện, kể cả việc nhập khẩu điện từ Lào. Trả lời việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chính sách về giá điện cần khẩn trương làm nhưng phải phù hợp với nền kinh tế, thu nhập của người dân. Ông nói, giá điện của Việt Nam không thể giống các nước phát triển, giá quá cao thì người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không chịu được. Bộ Công Thương phải suy nghĩ thấu đáo, điều hành không giật cục, dung hòa được lạm phát và tăng trưởng, tức là vừa phải đẩy mạnh sản xuất nhưng kiểm soát được lạm phát, ông lưu ý. Hồi năm ngoái, EVN ước lỗ khoảng 31.000 tỷ đồng và đã đề xuất tăng giá bán lẻ điện. Bộ Công Thương cho biết đang rà soát và sẽ có lộ trình tăng hợp lý. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoa Cát xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.